Dạ. Dạ em tên Thường Nói Hương Giang. Dạ em nhờ chị Giang cung cấp cho mình là những cái của em. Nhà em trồng được 1 năm thì tương đối Nhãn. là phát triển tốt, nhưng mà sau tổng lại đó nó có hiện tượng là tự nhiên nó khô và nó chết cây, rồi một số thì nó bị vàng lá. Em nhờ chị Giang tư vấn gì? Dạ vâng. Vâng, à, tôi nghe ra được là nhãn bác mới trồng được có 1 năm nhưng mà nó có hiện tượng khô và chết cây và cái biểu hiện là vàng lá. Thì chúng tôi rất nghi là cái bệnh vàng lá thối rễ do nấm, do tuyến trùng ở trong đất nó gây hại thì nó mới dẫn đến hiện tượng chết cây, và cái hiện tượng này thì nó xảy ra từ từ. Nghĩa là cái nguyên nhân gây bệnh, một là có thể ở trong cây giống, hai là có thể ở trong đất, nó xâm nhập từ từ vào và nó ít nhất phải kéo dài 5 7 tháng cho đến hàng năm nó mới chết được, vì nó là cái hiện tượng chết chậm chứ nó không phải là cái nấm hay là cái tuyến trùng mà cái nấm mà nó gây ra bệnh chết nhanh. Đấy, chủ yếu là vàng lá thối rễ do nấm và tuyến trùng ở trong đất nó gây ra cái hiện tượng này. Thế bây giờ bác khắc phục bằng cách là toàn bộ những cái cây chết thì là bác phải nhổ đi, thu gom tiêu hủy, và cái chỗ gốc cây chết thì bác nên rắc vôi bột hoặc là phun các cái thuốc gốc đồng để xử lý đất ở trong đó. Nghĩa là diệt cái nguồn nấm ở trong đó, không cho nó lây lan ra những cây khác. Thế còn những cây khác nếu nó chưa có triệu chứng mà nó còn vẫn còn như bình thường ấy, thì chúng ta tăng cường phân hữu cơ hoai mục, hữu cơ vi sinh, phân lân và nấm Trichoderma, hay là các cái phân bón vi sinh vật đa chức năng, nó chứa nấm, chứa vi khuẩn, chứa xạ khuẩn gỗ ích, thì chúng ta bón vào trong đất. À, những cái sản phẩm này chỉ khoảng từ 50 đến 80 nghìn một kg. Đấy, thì chúng ta cần mua, chúng ta bón vào trong đất để bảo vệ cho những cây chưa bị bệnh. Bởi vì các cái chế phẩm phân bón vi sinh vật đa chức năng hay nấm Trichoderma hay phân hữu cơ hoai mục nó đều chứa vi sinh vật có ích. Đấy, khi bón vào trong đất thì nó sẽ ức chế nấm và tuyến trùng có hại, thì nó không dẫn đến cái hiện tượng là vàng lá chết cây thì mới được. Thế còn nếu mà bác những cây mà nó đã bị vàng, nó bị xung quanh nó đã vàng rồi nhưng nó chưa đến mức chết cây, thì mà chưa chuẩn bị được các cái vi sinh vật có ích để bón vào đất ấy, thì chúng ta có thể phun các cái thuốc mà xử lý đất trừ nấm ở trong đất, ví dụ như là thuốc có hoạt chất Iprodion hay là difenoconazole. Đấy, thì chúng ta phun 1 đến 2 lần là cùng, nhưng và sau 20 25 ngày thì chúng ta dừng, không 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 phun nữa, chỉ phun 2 lần hóa học thôi, và bắt buộc chúng ta phải tìm mua các cái thuốc vi sinh vật có ích mà chúng ta bón vào, mà 1 năm bón từ 2 đến 3 lần là tốt nhất, thì nó sẽ bảo vệ được cái cây nhãn này lâu dài, bởi vì là cái cây này là cây lâu năm, có thể tồn tại với chúng ta khoảng mấy chục năm cho đến hàng trăm năm. Đấy, cho nên là chúng ta nên sử dụng các cái vi sinh vật có ích bón vào trong đất thì sẽ tốt hơn, thì nó sẽ ngăn ngừa được cái hiện tượng chết cây và vàng lá. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn vừa rồi và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dưa bầu bí, quý bà con có thể tham khảo ở link shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.